Dạ vâng, Chị xin đi kính chào khán giả. trên đây không thôi chị ơi. Dạ vâng ạ, hiện tại thì đang có chuyên gia Trương Văn Dung đang ngồi trực tiếp tại trường quay. À vâng, sau đây xin mời khán giả vui lòng giới thiệu về bản thân và sau đó đặt câu hỏi với chương trình ạ. Dạ, xin mời khán giả. Vâng, em là Trương Văn Dung, em ở Hà Nội. Em xin hỏi chuyên gia Trương, muốn hỏi câu là em có 200 con gà đất cả được hơn 1 tháng tuổi rồi. Người già thì em thì nó cứ bị thức mù mắt là cũng phải chết ấy. Mà ăn uống thì vẫn bình thường, có quan gì em cũng chẹt, em hỏi là trước rồi cho một chút tim thì cũng không đỡ mấy ạ. Vâng, xin chào chị. Tức là chị có nuôi gà Đông Tảo. Vâng Thế ạ. và hiện tại thì nó có cái hiện tượng tức là mắt nó bị sưng lên và mù mắt, đúng không ạ? Vâng ạ. Mù mắt và nó chết. Đấy, nhưng mà chị có thấy nó nước bọt nó chảy ra ở mắt không? Thấy nước bọt Có chảy ra ở mắt không? À, có nước bọt chảy ra ở mắt. Thế thì thế này nhá, tức là nó bị ghép. Mà bị ghép hai cái, một là nhiễm vi khuẩn chlamydia ở ngay dưới nền chuồng ấy. À, đồng thời với đó là có thể bị nhiễm cái run mắt. Đấy, cho nên nó gây hiện tượng là nó chảy nước bọt ở mắt thôi. Thế và sau đó mù vâng mắt và chết. Thế bây giờ cách giải quyết thế này. À, trước hết ấy, là chị cần phải thực hiện vệ sinh tiêu độc ở chuồng nuôi. À, thay cái chất điện vâng chuồng đi, thay chất điện chuồng đi và phun thuốc tiêu độc để mà diệt cái vi khuẩn chlamydia. À, đó là việc thứ nhất. vâng Việc thứ hai, chị dùng cái thuốc là oxytetracycline. Đấy, chị kết hợp vâng với kanamycin hoặc là chị vâng dùng thuốc enrofloxacin kết hợp với thuốc proficol. Đấy, cho nó uống. vâng Đấy, cho nó uống một lần trên ngày và cho uống liên tục trong vòng 5 đến 7 ngày liền, liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thế và đồng thời vâng chị dùng cái thuốc nevamizol, là cái thuốc mà tẩy giun kim ấy, là cái thuốc vâng tẩy giun mắt. Thế thì chị nhỏ vào trong mắt cho nó, nhỏ trong mắt. Thế thì nếu mà trong mắt nó có giun giun ấy thì là nó cái con giun nó sẽ tròi ra ngoài. Trời ra ngoài thì dùng cái banh để kéo con giun ra đó. Đấy. Thế và tất nhiên để giúp cho nó quá trình nó khỏi bệnh tốt hơn thì chỉ cần phải cho uống chất điện giải glucose, chị hòa với vitamin tổng hợp thành nước cho nó uống thay nước, có thể uống trong vòng độ khoảng 3 5 ngày. Thế và sau Vâng. đó thì chị bổ sung thêm cái vitamin ADE, vitamin B complex và khoáng chất Vâng. Bremix vào trong thức ăn, chị cho nó ăn liên tục khoảng 1 tháng để cho nó hồi phục và phát triển trở lại. Vâng, mà bác cho cháu hỏi, nhưng mà cái hồi trở về thì cháu vẫn còn là một cái con nó hen kẹt nữa. À, nó còn kèm theo cả hen khạc nữa luôn. Vâng ạ, vâng. À, kèm theo cả hen khạc thì chữa thêm cái triệu chứng hen khạc. Đấy, cái thuốc kia thì nó cũng có thể trị được cái ấy rồi, thế nhưng mà chị có thể là dùng thêm cái thuốc bổ gan. Đấy, thuốc bổ gan chị kết hợp với cái thuốc chống hen khạc là bromelain ấy. Đấy, thì chị cho nó uống một lần trên ngày, chị uống 7 ngày thì nó hết hiện tượng hen khạc, tức là nó làm cho cái đờm hình thành nên ở trực khí Vâng. quản nó giảm đi thì nó hết hiện tượng hen khạc. Vâng ạ, tại vì lần trước là cháu qua điện này đi hỏi thì là cho chuyên gia cháu này dùng phim đấy, bây giờ cháu dùng là được 3 ngày rồi ạ. Vẫn cứ dùng cái đấy được không ạ? Dùng cái gì? Tyrosin á. Tyrosin là Vâng, dùng phải tiêu tyrosin không thì chi. không không hiệu quả đâu. Mà nếu mà Vâng. chị dùng tyrosin ấy, thì chị phải kết hợp với thuốc doxycycline. À, thì cả hai cái đó kết hợp với nhau thì mới 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 trị được cái vi khuẩn mà gây hiện tượng hen khạc, tức là cái CRD đấy, là do cái Mycoplasma gannierum, thì chị phải dùng cái đó. Chứ dùng tyrosin Vâng. không thì hiệu quả thấp. Có nhưng hiệu quả thấp. Phải đã dùng tyrosin phải chị phải kết hợp với doxycycline. Oxy Và kết hợp cả hai cái đấy thì mới trị được. Chứ còn vâng. dùng đơn điệu một cái hiệu quả thấp. Trước kia thì tyrosin rất là tốt. Thế nhưng bây giờ nó bị kháng, thế nên là nó phải kết hợp với nhau thì mới tạo nên một cái hiệu quả tốt. Vâng, con người thật cảm ơn bác.